Xin chào tất cả các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ. Cô tên là Huỳnh Thị Lệ, là giáo viên lớp nhỡ 4 trường mầm non Hướng Dương. Trong thời gian y dịch, các con có thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe không nào? Cô nghĩ là có đấy. Việc tập luyện thể dục thể thao hàng ngày giúp cho các bạn nhỏ có một cơ thể khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng. Và để rèn luyện sức khỏe, bố mẹ hãy cùng cô tập bài tập thể dục theo bài nhạc Nắng Sớm để hướng dẫn cho các con luyện tập ở nhà trong những ngày dịch này nhé. Trước khi vào bài tập thể dục, phụ huynh và các bạn nhỏ cùng cô tập bài khởi động nhé. Bây giờ, cô và các bạn phụ huynh cùng các bạn nhỏ tập bài thể dục buổi sáng trên bài nhạc Nắng Sớm nhé. Hô hấp. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi đùa vòng. Có cô chim quyên bên là vui quá, vui cùng nắng sớm hôm nay cùng hồng. Động tác tay vai. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi đùa vòng. Có cô chim quyên bên là vui quá. Một lường. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng. Có cô chim quyên bên là vui quá, vui cùng nắng sớm có mãi cùng hồng. Động tác chân. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng. Có cô chim quyên bên là vui quá, vui cùng nắng sớm có mãi cùng hồng. Động tác bật. Khi đã tập xong bài tập thể dục buổi sáng, phụ huynh cho trẻ thả lỏng cơ thể nhẹ nhàng. Được xem cô hướng dẫn các động tác thể dục buổi sáng, bố mẹ hãy duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng cho các con nhé. Ngoài ra, bố mẹ hãy thường xuyên nhắc các bé ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và vệ sinh tay bằng xà phòng sát khuẩn, hạn chế đi ra đường trong mùa dịch này. Chúc toàn thể phụ huynh và các bé mạnh khỏe. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.